Theo thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo, thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng năm 2019 chỉ còn 3 ngày để đăng ký và nộp hồ sơ. Theo quy định, việc tiếp nhận hồ sơ sẽ kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 4. Sau ngày này, các trường trung học phổ thông sẽ ngưng tiếp nhận hồ sơ, đồng thời tiến hành nhập dữ liệu gửi về Sở Giáo dục Đào tạo để triển khai các bước tiếp theo của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019. Những thí sinh nộp hồ sơ sau ngày 20 tháng 4 sẽ không còn cơ hội chỉnh sửa nguyện vọng. Việc đăng ký bài thi cùng nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng muốn thay đổi phải chờ đến tháng 7 khi điểm thi Trung học Phổ thông đã được công bố.